Xin chào các bạn, bây giờ Duy sẽ giới thiệu với các bạn một cái tập khác của động tác tricep push down. Thì cái động tác này bây giờ mình không tập với một cái cây, với cây tricep press down nữa, mà mình tập với một cái cụm dây thừng, gọi là cụm dây thừng được gọi là tricep rope. Thì như các bạn thấy là cái máy vai đôi là một cái máy có rất là nhiều cái động tác để tập, có rất là nhiều cái bài tập, và tay sao là một trong những bài tập lớn của cái máy này. Thì như các bạn thấy trên màn hình, đây là cái tricep rope. Thì cọng dây này cho phép độ mở của cánh tay mình nó rộng hơn, thì nó sẽ tập tay sau được tác động một cái kiểu khác. Ở cái động tác này nó không thiên về banking nữa, mà nó thiên về cutting, tức là bạn nào muốn săn chắc, tạo một cái độ săn chắc dẻo dai cho cơ tay sau, thì các bạn tập bài này. Thì các bạn xuống, các bạn sẽ mở rộng cái cọng dây ra. Cọng dây nó cho phép mình dang rộng ra. Thì khi bạn dang rộng như vậy á, thì cái cơ tay sau được cắt rất là nhiều. Thì về nguyên tắc hít thở thì nó cũng giống hệt như động tác tricep push down thôi, nó cùng một cơ chế tập cả. Khi xuống các bạn thở ra, khi lên các bạn hít vào. Các bạn tập bạn đứng, hay bạn đứng thẳng, hay là bạn chồm người không quan trọng, quan trọng là bạn tập đúng kỹ thuật động tác thì thôi. Cách đứng nào các bạn cảm thấy nó vững chắc nhất thì các bạn cứ đứng, tùy vào tập nặng hay tập nhẹ nữa. Tập nhẹ các bạn muốn đứng sao đứng, còn khi các bạn tập nặng thì các bạn buộc phải đứng một thế đúng các bạn mới có thể tập nặng được. Thì cái động tác là động tác rất là phổ biến, các bạn nên tập động tác này để cho có một cái cơ thể sau nó được săn chắc, độ dẻo dai. Thì cái động tác này cũng đến đây xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những buổi chia sẻ những động tác khác.